Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau một loại rau lan đột biến khiến người xem vô cùng thích thú. Thông thường cây rau nói chung và rau lan nói riêng có hình dáng thanh mảnh và thân tách rời nhau, nhưng cây rau lan đột biến này đã khiến người xem bất ngờ khi dính lại thành một thân cây lớn. Chủ nhân của cây rau lan này cho biết, lan có lan đột biến, em đây có rau lan đột biến. Các bác định giá quả lan đột biến 5 cánh lục HO Nghệ An này em cái. Nhiều cư dân mạng sau khi xem xong ảnh đã nhận định, có lẽ gia chủ là người mát tay lắm thì mới trồng được cây rau lan như trên. Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả, đó chính là liệu phần củ phía dưới có to được như vậy hay không. Vì người ta vẫn có câu, xấu dây tốt củ. Còn trong trường hợp này thì tốt luôn cả dây lẫn củ, thì không biết củ khoai sẽ như thế nào. Hiện tại, hình ảnh cây rau lan này vẫn tiếp tục thu hút được đông đảo người xem. Các bạn đã bao giờ gặp những loại rau củ đột biến như thế này chưa? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!